không một lời kêu gọi, Quang Linh Vlog ủng hộ 200 triệu cho đồng bào miền Trung. Quang Linh Vlog bày tỏ, anh sẽ thực hiện rất nhiều hoạt động cộng đồng không chỉ Việt Nam mà còn ở Angola trong thời gian tới. Mới đây, trang fanpage của Quang Linh Vlog chia sẻ thông tin cộng đồng Team Châu Phi đã ủng hộ đồng bào miền Trung nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng 200 triệu đồng. Trong thời điểm cơn bão số 4 Noru gây nhiều thiệt hại cho bà con, Quang Linh Vlog cho hay đây là số tiền được trích ra từ hoạt động kinh doanh bán áo của Team Châu Phi. Anh bày tỏ, hoạt động kinh doanh của nhóm được ủng hộ bởi cộng đồng nên đây là lúc trích ra phục vụ lại cộng đồng. Sẽ còn rất nhiều hoạt động vì cộng đồng không chỉ Việt Nam mà còn Angola trong thời gian tới. Chia sẻ của Quang Linh Vlog khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và xúc động. Trước nay, chàng trai xứ Nghệ luôn tắt chức năng ủng hộ tiền và từ chối nhận quà trên mạng xã hội. Thay vào đó, anh bắt đầu những hoạt động kinh doanh và thường xuyên trích ra những khoản tiền lớn để làm từ thiện và giúp mọi người có công việc, thu nhập để phát triển cuộc sống. Cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành động ý nghĩa của Quang Linh Vlog, không một lời kêu gọi, không một tiếng hô đóng góp, giúp người khác bằng chính thực lực của bản thân. Bằng tuổi mà bạn ấy làm nhiều việc thật phi thường, chúc team Quang Linh thật nhiều sức khỏe, thật ấm lòng, miền Trung cố lên. Cô chúc Quang Linh và team Châu Phi mạnh khỏe, các dự án ngày càng phát triển, thành công trên con đường thiện nguyện. Tuyệt vời quá con ơi! Cô rất cảm động nghĩa cử chỉ cao đẹp của một chàng trai trẻ xứ Nghệ. Trước Quang Linh Vlog, nhiều sao Việt cũng quyên góp tiền ủng hộ người dân miền Trung như ca sĩ Khắc Việt, Hòa Minzy, vợ chồng Đăng Khôi, Thủy Anh.